Chào mừng anh em đã đến với kênh ngô hoàng official và trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em ba cái mẫu hình nến đảo chiều mà nó xuất hiện rất nhiều ở trong thị trường chứng khoán của việt nam của chúng ta và đặc biệt là nó xuất hiện rất là nhiều ở trong những cái mã cổ phiếu mang tính thị trường chứ hoàn toàn không liên quan tới những cái mã cổ phiếu mà mang tính đầu cơ cao nhá và như anh em được biết thì ở trong uh, giai đoạn cuối tháng 9 này và ngày hôm nay là 26 tháng 9 năm 2023 thì chúng ta đang trải qua một cái giai đoạn mà thị trường chứng khoán biến động uh, giảm điểm rất là mạnh đúng không? Và uh, đây cũng là một cái giai đoạn mà chúng ta nên tìm cho mình những cái phương pháp uh, để chúng ta nhận biết được đâu là đáy cũng như là đâu là những cái dấu hiệu đảo chiều xu hướng. Uh, thứ nhất là của thị trường của chỉ số index này, cái thứ hai là uh, cái dấu hiệu đảo chiều của chính những cái cổ phiếu mà anh em đang cầm. Anh em nào mà đang chưa ấn đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Thì rất hy vọng là anh em sẽ ủng hộ mình ở trong cái khoảng thời gian tới. Và đây cũng là những cái chất lọc của mình trong khoảng 7 cái năm uh, giao dịch uh, thị trường trên thị trường chứng khoán uh, của Việt Nam. Thì uh, trong cái bộ mà mình đang chia sẻ cho anh em xem này thì mình sẽ chỉ ra ba cái mẫu hình nó thường xuyên xuất hiện nhất và mình cũng sẽ đưa ra những cái ví dụ cụ thể. Ok. À, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào cái mẫu hình Bullish Engulfing. Thì đây là mẫu hình mà mình đánh giá là cái tín hiệu đảo chiều nó xuất hiện và nó có một cái độ tin cậy rất là cao. Đây là mặc dù đây nó có ghi là độ tin cậy trung bình nhá, nhưng mà à uh, theo cái uh, kinh nghiệm của mình thì nó một khi xuất hiện ấy thì nó có một cái độ đảo chiều xu hướng nó nó có một cái độ tương đối là 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 uh, mức độ tin cậy tương đối là cao ok uh, mình sẽ đưa ra cái ví dụ cụ thể đầu tiên đấy là mã cổ phiếu anv vào cái giai đoạn tháng mười một uh, năm ngoái ấy, thì nó cũng xuất hiện đây một cây nến giảm và sau đó một cây nến tăng nuốt trọn cây nến, cây nến giảm thì ở đây chúng ta có thể hiểu là gì là bên mua nó đã chiếm ưu thế ở trong ngắn hạn và đã nó nuốt trọn cái cây nến này thì đây là một cái tín hiệu cho việc đảo chiều và có một cái mức độ tin cậy rất là cao. Và sau đó anh em nhìn thấy không? Đảo chiều tăng giá từ khoảng 17 lên tới khoảng 26. Đó. Thì đây là một cái ví dụ cho cái mẫu hình nến này. À, một, à, một cái mẫu hình nền đầu tiên. thì tiếp theo chúng ta sẽ nhìn vào cái mẫu hình thứ hai là mẫu mẫu hình Doji ngôi sao. thì cái mẫu hình này thì mình đánh giá là mức độ tin cậy cũng rất là cao nhưng mà nó không đảo chiều cho một cái xu hướng quá mạnh. ví dụ như là đang đảo chiều trong một cái xu hướng mà trước đó là một cái xu hướng giảm mạnh chẳng hạn thì thường nó xuất hiện cái mẫu hình này nó sẽ không 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 đảo chiều một cái xu hướng mạnh được đó mà nó ví dụ như là nó đang đi lên này nó đảo chiều điều chỉnh xuống này. Đấy, thì thường nó sẽ xuất hiện tại những cái nhịp điều chỉnh nhỏ. Đấy nhá. À, lấy ví dụ luôn mã cổ phiếu STB. Đó. Đây anh em nhìn nhá. Đây. Anh em nhìn thấy không? Ngày 14 tháng 6 và ngày 15 tháng 6. Đấy. Anh em nhìn thấy không? Một cây nến giảm này sau đó là một cây nến rút chân, đúng không? một cây nến uh, giá mở cửa bằng giá đóng cửa với một cái vol rất là thấp và sau đó là sao? đảo chiều xu hướng đi lên, đúng không? đó. ok, thì cái mẫu hình này thì uh, cái mức độ mà đảo chiều trước đó là nó xu hướng nó không quá mạnh. Đó. anh em nhìn thấy không? nó chỉ điều chỉnh giảm này, sau đó nó xuất hiện mẫu hình này thì nó quay đầu nó đi lên, đúng không? ok chúng ta sẽ đến với cả cái mẫu hình thứ ba ờ, mẫu hình thứ ba là cái mẫu hình mà mình đánh giá là nó là một cái tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ nhất và là cái mẫu hình mà mình đánh giá là nó xuất hiện cũng nhiều nhất tuy nhiên là nó sẽ không xuất hiện uh, uh, đúng ba cây nến này đâu mà nó sẽ xuất hiện theo kiểu là khoảng hai nến gộp lại hoặc là bốn nến gộp lại nhá bốn nến gộp lại có thể là trong một cái cây nến tăng này nó có thể là một cây nến bình thường một cây nến spin nhỏ nhỏ ở đây và một cây nến tăng, đúng không? Và uh, vẫn là cái xu hướng là gì? Một giảm này, tăng này rồi giảm. Đó. nhá, chúng ta sẽ đến với cả ví dụ cụ thể ngay sau đây. Đây. Anh em nhìn xem, đây nhá. Uh, đây chúng ta có thể coi là một cây nến đỏ đặc đi, đúng không? Đỏ đặc. Đó, và đây là một cây nến xanh này. Đúng không? một cây nến xanh và tiếp tục lại là một cây nến đỏ đặc nữa thì đây nó là một cái mẫu hình uh, mà mình thấy là rất là phổ biến rất là phổ biến và đây cũng chỉ là một cái cụ thể uh, một cái mã cổ phiếu cụ thể mang tính thị trường cao nhá đó đây anh em thấy không đây ba mẫu nến này thì có phải là mẫu nến uh, bullish stick uh, sandwich không hay gọi là cái mẫu hình nến uh, sandwich ấy nha thì đây là gì giảm này bật hồi này giảm với cả một cái vôn rất là thấp và sau đó anh em nhìn thấy cái xu hướng không Đấy, xu hướng nó đi lên rất là mạnh mẽ Đấy, nó tăng một leo từ 16 nó lên tận khoảng ba uh, 33 Đấy, rất là kinh khủng Đấy, một khi xuất hiện này thì cái mức độ đảo chiều cái mức độ mà đảo chiều xu hướng nó cực kỳ là mạnh mẽ nhá đó thì trên đây là ba cái mẫu hình nến mà uh, mình đánh giá là nó xuất hiện rất là nhiều trong khoảng uh, trong cái khoảng thời gian là khoảng gần 7 năm mà mình giao dịch ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì rất hy vọng là uh, những cái chia sẻ của mình nó sẽ hỗ trợ và nó giúp anh em có được những cái hiệu suất uh, cao ở trong khoảng thời gian tới cũng như là uh, phần nào đó uh, giúp anh em có thể bắt được đáy ở trong cái khoảng uh, thời gian mà thị trường chứng khoán của chúng ta đang vào một cái giai đoạn mà giảm điểm như thế này đó anh em nào mà muốn tham khảo cái bộ nến này mà thì mình có thể inbox trực tiếp cho mình nhá thì mình để mình gửi và rất hy vọng anh em sẽ ủng hộ mình ở trong thời gian tới cảm ơn anh em.